vườn rộng tới 1 hecta, trồng đủ các loại rau như rau cải, rau muống, rau xà lách. Nhưng lại không trồng chúng xuống đất, mà ứng dụng công nghệ cao để trồng rau theo phương pháp thủy canh. Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp đang ngày càng giảm như hiện nay, thì việc sự ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đang trở thành một xu thế tất yếu. Và nắm bắt được xu thế này thì một người phụ nữ đã biến những vùng đất hoang trở thành những trang trại trồng rau thủy canh công nghệ cao, không chỉ mang lại năng suất cao gấp 4 cho đến 5 lần so với việc trồng rau địa canh, mà những trang trại trồng rau thủy canh này hiện đang cung ứng hàng ngàn tấn rau cho người tiêu dùng cả nước. Và bằng niềm đam mê cũng như là bản lĩnh trong sản xuất nông nghiệp của mình, người phụ nữ này không chỉ mang đến công ăn việc làm cho rất nhiều những bà con ở địa phương, mà còn giúp cho những bà con nông dân ở đây có thể làm chủ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến trên chính những mảnh vườn của mình. Không cần đất, ít tốn công chăm sóc, năng suất cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng rau theo phương pháp truyền thống hay còn gọi là rau địa canh. Chỉ sau hơn 20 ngày đã có thể thu hoạch một lứa. Khu vườn này của chị Trần Thị Thanh đang canh tác rau theo mô hình thủy canh trên mảnh đất rộng hơn 1 hecta tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nhờ vậy, chất lượng rau trong vườn luôn được đảm bảo an toàn và còn có đầu ra ổn định. Đỉnh điểm nhất thì thực sự là mỗi cái vườn này ra đầu tấn rau. Tại vì nó đến nhất là cái mùa mát đó, trời ấy, thì cái vườn nhà lưới nó là một lợi thế. Thế là lúc đấy thì thực sự là mỗi một cái bàn này là khoảng tầm 3 đến 4 tạ rau. Và nhờ như vậy mà chị có nhiều sản lượng để mình đi. Mình lại tiếp tục mời những khách hàng tiếp theo ký kết với mình để mình cung cấp sản phẩm rau sạch cho các siêu thị và các trường học. Trang trại này được chị Thanh đầu tư hơn 10 tỷ đồng để xây dựng từ cách đây 7 năm. Chị học theo mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao của Israel, dù chưa có bất cứ kiến thức nào liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Những ngày đầu bắt tay vào trồng trọt, chị Thanh lặn lội vào Nam ra Bắc để học hỏi kinh nghiệm từ những trang trại trồng rau công nghệ cao ở Đà Lạt, rồi xin nhiều kinh nghiệm trồng trọt từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trồng công nghệ Israel ấy, thì nó cũng có một việc nữa, đó là việc mà rất khó khăn, đó là vì là cái quy trình họ trồng như vậy thì ra cái rau nó rất là nhạt, nó không hợp với hương vị của người Việt. Và tôi lại phải lên trên Học viện Nông nghiệp để hỏi về những cái dinh dưỡng cho từng loại cây và về chỉnh lại dinh dưỡng để làm sao mà cái cây rau cải nó phải đúng vị rau cải, rau muống nó phải đúng vị rau muống. Nó không thể nào lớn thì bà con không ăn được ấy. Và sau này tôi áp dụng luôn là lấy luôn cái giống rau cổ truyền của Việt Nam nữa trồng vào để nó giữ nguyên vị. Thậm chí là dinh dưỡng nó còn cao hơn cả khi mà bà con trồng tự nhiên bên ngoài. Vấn đề về hương vị của rau đã được giải quyết, thế nhưng đó lại không phải là khó khăn lớn nhất. Trồng rau công nghệ cao đòi hỏi sự chuẩn hóa về quy trình sản xuất rất lớn. Chỉ một trong những yếu tố về môi trường, dinh dưỡng cho rau không đảm bảo là có thể khiến một lứa rau bị mất trắng hoàn toàn. Bà con công nhân ở đây thì hay có thói quen làm việc ở ngoài địa canh ý, tức là mình có cái phần tự do. Ví dụ như là mình làm luống xong mình gieo hạt rắc này thôi, thì nó thành bản năng rồi, ai cũng làm được. Nhưng mà đến lúc đi vào làm từng cái giỏ cây để làm thủy canh như này, thì tự nhiên là nó sẽ bị thay đổi một cái quy trình, thậm chí là phải học một cái quy trình mới hẳn như này. Thì nếu như bà con mà vẫn cứ là cái tư duy mà vẫn cứ như là đi trồng rau địa canh mình rắc bao nhiêu hạt cũng được, thì cái chất lượng của rau thủy canh nó khác ngay hoàn toàn. Nhiều lần nhắc nhở, cầm tay chỉ việc cho bà con, thế nhưng thói quen canh tác truyền thống đã trở thành lối mòn với những người dân làm nông nghiệp lâu năm, nên chỉ được vài bữa, mọi thứ lại trở về như cũ. Đây này, cái cây này nó 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 cây. Tức là như này là nó quá nhiều cây trong một gốc này, nó không thể lớn được ấy. Sắp thu rồi nhưng vẫn phải bỏ, cái này vẫn phải hủy. Các bác tự thấy rằng là cái việc mà mình chăm bẵm suốt từ lúc lên giống đến tận bây giờ làm sai quy trình như này không được. Mà bây giờ cho các bác đấy ra xử lý đi, ra tự mình là băm những cái rau mình trồng lên xem nó như nào. Tôi là người mà thích rèn người nên là tôi cứ để im cho bà con chăm sóc, đến khi trưởng cây nó thu hoạch rồi thì bảo là thu hoạch bán đi, tôi không bán. Tất cả những cái đấy tôi cho mọi người, những người chăm đó ngồi băm. Băm nó ra để cho mọi người thấy đau là cái cây mình chăm từ lúc bé đến giờ, bây giờ nó lớn lên xanh tốt rồi, nó đẹp lắm. Thì mọi người băm đi xem mọi người có thấy rằng là sót không.
Vì nếu chúng ta làm sai như vậy, đứa sau vẫn như thế được. Thất bại ngay từ lứa rau đầu tiên, chị Thanh đã phải hy sinh hơn 1 tấn rau không thể bán được. Thế nhưng mà cùng với lúc đó thì chị Thanh cũng đã nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Đó chính là để bà con băm toàn bộ số rau mà đã phải trồng trong hơn 1 tháng trời. Cùng với đó là xây dựng những bộ quy tắc để bà con có thể tuân thủ theo. Nhận thấy bà con vẫn giữ thói quen canh tác truyền thống, không tuân thủ theo quy trình hiện đại của công ty, chị Thanh đã quyết định hy sinh mẻ rau đầu tiên để rèn cho bà con tính kỷ luật khi trồng rau thủy canh công nghệ cao. Tôi nhớ là lúc đấy là khoảng tấn 6 gì đó, tại vì là thực sự là rất nhiều xe và tôi cho băm xong là tôi cho chuyển thành phân hết tất cả những cái phần đó luôn. Và người ta rất sót, và từ lần sau nữa thì bà con sợ luôn. Tại vì thực chất là mình không mạnh tay dứt điểm việc đó thì nó sẽ tái diễn nhiều lần nữa và mình cứ phải chạy theo như vậy thì rất là mệt mỏi. Nên là thực ra thì cái rau đó là thiệt hại cũng nhiều, nhưng thực ra đó là thiệt hại rau thôi. Nhưng mình được thì được cái phần làm việc chuẩn chỉnh của người nông dân, nên là đối với tôi như thế không gọi là thiệt hại. Nó là cái là mình cũng phải đầu tư vào cho mặt con người. Nếu không có những bài học giáo dục đó thì mọi người sẽ không làm chuyên nghiệp được. Thì mà tự tay tôi phải đem nhổ đi và đem đi băm tiêu hủy. Trong lòng tôi cũng xót xa lắm. Công sức bỏ ra của người công nhân bỏ ra này, nắng nôi như thế này. Cái đấy thì là tôi cũng lại phải cảm ơn cán bộ. Vì nếu mà cán bộ không làm nghiêm nó ngặt như thế, có khi là chúng tôi lại tái diễn thêm một lần sau nữa. Thì không biết được thiệt hại của nó sẽ đi đến đâu. Với chị Thanh, để có thể đi đường dài, cần phải chuẩn hóa từ quy trình. Rút kinh nghiệm từ bài học đầu tiên, chị Thanh tập trung xây dựng bộ quy tắc cho từng công đoạn, khu sản xuất, chế biến để hướng dẫn cho bà con. Nhờ đó, mỗi người nông dân hoàn toàn có thể tự chủ về kỹ thuật, tác phong làm việc. Sau đấy thì có những cái quy tắc cho vườn ươm, quy tắc cho vườn thủy canh, quy tắc vệ sinh, rồi quy trình vệ sinh trong vườn sẽ như là bao nhiêu bước. Cũng có nhiều buổi chia sẻ lý thuyết, rồi nhiều buổi làm cùng, rồi nhiều buổi cầm tay chỉ việc. Sau này thì bà con bây giờ từ một người nông dân làm theo bản năng thì bây giờ đã thành một người công nhân làm bài bản và đúng quy trình. Làm việc cũng giờ giấc hơn, hiệu quả hơn, thậm chí là có cả sức khỏe nữa, tại vì mọi người điều độ hơn và biết cách làm hơn nên năng suất cũng tăng lên. Mỗi nông dân phụ trách một vườn rau với nhiệm vụ và quy định rõ ràng. Đó là cách mà chị Thanh đã học hỏi từ những vườn rau ở Nhật Bản. Nhờ cách làm này, mỗi người nông dân không chỉ cải thiện về tay nghề mà chất lượng vườn rau cũng cải thiện đáng kể. Tôi thấy là rất là hay khi áp dụng cái phương pháp này, vì là đưa được cái phần giá trị của từng nhân công lên, đồng thời cho mọi người hiểu rằng là cái trách nhiệm của mình phải hoàn thành như thế nào. Thì nhờ vậy mà bà con ngày ngày là một chuyên nghiệp hơn, và tôi quản lý cái nhóm công nhân nông dân này cũng rất là dễ dàng. Tại khu sản xuất rau công nghệ cao của chị Thanh, mỗi cây rau đều được chăm sóc với cái tâm tỉ mỉ của mỗi bà con nông dân. Từ rau cải, rau muống, xà lách đến các rau gia vị đều luôn được đảm bảo, được trồng trong môi trường sạch, giàu dinh dưỡng. Nhờ đảm bảo được về cả chất lượng đến sản lượng mà công ty của chị Thanh ngày càng thu hút các siêu thị, doanh nghiệp, trường học liên kết tiêu thụ. Mỗi năm lên đến hàng trăm tấn rau sạch, mang lại doanh thu từ 2,5 đến hơn 3 tỷ đồng. Trong nội thành, độ cạnh tranh sẽ rất là cao, nên là lúc đấy chiến lược của tôi sẽ đi từ ngoại thành vào. Vì nhờ đi từ ngoại thành vào thì tôi đang có một lượng khách hàng rất là cố định, thậm chí là giá của tôi cũng ổn định luôn. Thế nhưng vào mùa hè, nhiều loại rau không thể sinh trưởng tốt với nhiệt độ nóng của nhà lưới. Nếu không cải thiện được vấn đề này, chị sẽ không có đủ nguồn cung rau để cung cấp cho các khách hàng thường xuyên. Với tư duy nhạy bén, chị đã tìm ra một giải pháp hữu hiệu, đó là trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cái mùa hè ở miền Bắc á, nó rất nóng và làm cho cái dòng nước ở trong cái giàn thủy canh này nó bị nóng lên và nó làm chết dễ rau. Giống như mình cho rau vào luộc á, thì làm sao nó sống được, đúng không? Thì lúc đấy là tôi đã phải nghĩ thêm một cái mô hình là rau sạch và ngon hơn nữa, rau ngon hơn cả rau thủy canh nữa, là trồng ở bên địa canh nhưng mà xử lý đất, mặc dù là tiêu chuẩn Việt Gáp nhưng mà lại là chất lượng organic. Nên là tôi phải có hai cái vùng trồng như vậy để làm sao mà hợp lý với cả cái vùng, cái thời tiết ở vùng miền Bắc mình. Nhờ hướng đi thức thời này mà chị Thanh luôn có đủ rau để phục vụ thị trường. Từ mô hình chuẩn tại Hà Nội, đến nay chị Thanh đã nhân rộng hệ thống trồng rau lên nhiều địa phương trên cả nước như Mộc Châu, Sơn La, Đà Lạt, Bắc Hà, Lào Cai, Hưng Yên với đa dạng sản lượng theo vùng miền.
Nhìn vào thành công ngày hôm nay của chị Thanh, đã làm với trang trại của mình, ít ai biết được rằng chị là một vị thủ lĩnh tay ngang, không hề có chút kiến thức và kinh nghiệm nào trong nông nghiệp. Trước đây, người phụ nữ này từng là một bác sĩ giàu kinh nghiệm tại Học viện Quân y. Thế nhưng một căn bệnh quái ác ập đến buộc chị phải tạm dừng những đam mê của mình và rời xa công việc mà nhiều người mơ ước. Mắc một cái bệnh gọi là bệnh nhược cơ, đó là bệnh miễn dịch. Bệnh này nó không chữa khỏi được. Nhược cơ thì liên quan cơ hô hấp, nếu như chúng ta mà không thở được thì sẽ chết, mai cũng có thể chết, hoặc tí nữa có thể chết. Tôi rất là suy sụp, nhưng sau đó một tuần thì tôi nghĩ rằng là dù tôi có mắc bệnh gì chăng nữa thì tôi sẽ sống ý nghĩa. Không chịu đầu hàng với số phận, chị Thanh luôn tâm niệm rằng bệnh tật không thể là cú đánh quật ngã bản thân, mà biết đâu đây lại là ngã rẽ để chị khám phá thêm nhiều tiềm năng ở chính bản thân mình. Vốn có niềm yêu thích trồng trọt, giờ lại càng quan tâm đến việc sử dụng thực phẩm sạch để hỗ trợ quá trình điều trị. Chị quyết tâm xây dựng ngay một trang trại trồng rau như ngày hôm nay. Phát điểm là thời điểm đấy là mình phải nghỉ bệnh viện về để điều trị bệnh. Và mong muốn là sẽ tìm một công việc gì đó mà yêu thích và đam mê. Thì hồi đấy mình rất thích trồng rau và rất thích làm ra những cái sản phẩm rau sạch để cho bà con rồi phục vụ cộng đồng. Thì bằng cách là mình sẽ trồng những cái cây rau sạch như thế này thì sẽ giúp cho người dân có những cái sản phẩm sạch ăn. Thì như vậy thì cũng phòng được những cái bệnh lan y hoặc là những cái bệnh cho từng người dân. Quyết tâm bắt tay vào trồng rau. Năm 2016, chị Thanh xin nghỉ tại Bệnh viện Quân y để về quê, thuê một mảnh đất rộng gần 1 hecta tại Gia Lâm. Những ngày đầu, chị Thanh tự mày mò, vừa đi học hỏi những người có kinh nghiệm đi trước để xây dựng mô hình, vừa sản xuất vừa kinh doanh. Được bà con ủng hộ, chỉ sau vài tháng, lượng rau của chị làm ra cung không đủ cầu. Doanh thu mỗi tháng có lúc thu về gần 100 triệu đồng. Khi mà nghỉ làm bác sĩ ra để làm nông nghiệp ý, thì mới đầu mình có một cái tia hy vọng nó lớn. Cái lúc đấy đam mê, mình nghĩ là trồng rau nó đơn giản lắm. Nó sẽ là một công việc dễ nhất ở trong các ngành kinh doanh ấy. Nhưng vì khi vào làm ấy, phần áp lực công việc, áp lực về điều hành, áp lực về tài chính, rồi rất nhiều thứ nữa. Đấy nên là vì cái sự uy tín và vì cái sự phát triển của doanh nghiệp mà tôi đã phải đưa những cái kỹ thuật công nghệ cao vào trong trồng trọt. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Chị Thanh may mắn khi ý tưởng đưa công nghệ cao vào trồng rau của mình được nhiều người ủng hộ. Chị đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương và truyền được nguồn cảm hứng tích cực của mình cho những người xung quanh. Bên cạnh là giám đốc của trang trại trồng rau công nghệ cao, chị Thanh cũng đang là chủ sở hữu của một kênh TikTok với hơn 5.200 người theo dõi. Tại đây, chị chia sẻ những câu chuyện, bí quyết làm vườn bổ ích nhằm lan tỏa tình yêu nông nghiệp đến nhiều bạn trẻ. Ngâm rau bằng nước muối có sạch 100%? Bình thường mọi người ăn rau sống thì hay rửa nước và ngâm rau bằng một chút muối để diệt cái giun sán và ký sinh trùng. Nhưng không diệt được đâu nha. Phải rửa bằng nước này. Luôn tự mình xuất hiện trên các video cùng một phong thái gần gũi, vui tươi, kể câu chuyện về những bí quyết trồng rau sạch, lối sống lành mạnh. Những video trên TikTok bác sĩ làm vườn của chị Thanh đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Chị Thanh xem đây không chỉ là một kênh để quảng bá thương hiệu, mà còn là nơi để lan tỏa tinh thần sống sạch, sống xanh đến mọi người. Thông qua các kênh TikTok và truyền thông thì tôi cũng lan tỏa được là cái việc mà mình trồng rau công nghệ cao sẽ có lợi ích như thế nào, và đồng thời là một số kinh nghiệm để diệt trừ sâu bệnh và một số kinh nghiệm về khi vận hành cái nhà lưới để làm sao mà những người, đặc biệt là các bạn trẻ, bởi bây giờ là có nhen nhóm cái ý tưởng hoặc là có cái đam mê về trồng nông nghiệp thì các bạn sẽ có cái tài liệu để tham khảo. Bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và luôn đặt chọn cái tâm để làm nông nghiệp. Người phụ nữ này đã bước qua số phận của bản thân để viết nên giấc mơ từ sản xuất rau sạch, lan tỏa tinh thần sống xanh đến mọi người. Đặc biệt, trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ở các thành phố lớn đang ngày càng thu hẹp, thì việc ứng dụng công nghệ cao vào canh tác là xu hướng tất yếu mà nhiều mô hình có thể học tập. Từ cách chuyển đổi để thích ứng theo tình hình thực tế như thế này, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ có tiền đề để phát triển bền vững.